Em ấy, À, anh không cứ có anh Tam chia sẻ Hoàng. như này này. Thì là cái Trong tụi ba que ấy thì là dạ nó cũng có những cái âm mưu ở trên cộng đồng mạng là nó xúi dục người dân nên là đến vấn đề mùng hai mà mùng bốn là nó biểu tình. Nó dựa vào cái cuốn hiến pháp là quyền để đi biểu tình, nó nghĩa là truyền đạt ý kiến. Nhưng mà ở đây anh chia sẻ như này này, đúng là người dân là nó có một cái quyền, nhưng mà quyền đi đôi với quyền lợi. Tin tưởng như này Bình Dương này, anh vẫn tin tin tưởng là người dân Việt Nam mình ấy, là một người dân Việt Nam mình là một nước đại đa số người dân mình là yêu hòa bình, chào tộc Trần. yêu tự do. Là nó cứ sử dụng người dân là có cái quyền, nhưng mà thực giỏi những người dân ấy thì đây này, quyền lợi. Anh đi xuống đường anh biểu Đi ra đạt cái ý ngoài. kiến của anh, nhưng mà anh không có phương hướng. Anh không có phương hướng, anh chỉ đi có nghĩa là anh nổi loạn biểu tình thì thôi, chứ anh không đưa ra một cái gì đó để mà anh truyền đạt cái ý kiến của anh. Thì có nghĩa ở đây người ta chỉ mang đi chết là bị lợi dụng cái quyền, lợi dụng cái quyền của con người để là người ta. Thế thì ở đây thì anh nghĩ Đúng rồi đó anh Cao Phi. là người dân nhà mình bữa nay ấy, là người dân mình ấy là người ta sẽ trải, là người ta cũng hiểu rồi, ta biết rồi. Cho nên anh vẫn cứ yên chí là này là đồng ngón tay rồi thôi. Người ta biết rồi, những người dân Việt Nam mình đại đa số chỉ có đại đa Đích số là là A người Quy ta Nguyễn, anh Phan Lê Phan. phần đông ấy là người ta yêu chuộng hòa bình, chứ người ta không có muốn rằng là đất nước mang những chất xáo trộn như Syria, như Libya để cho một số số cái loại là ngụy, mấy cái loại đạo tặc là nên là đặt. Theo anh là người ta cũng biết cái âm mưu đó, người ta cũng không đi nổi dại gì, người ta biểu tình đâu, người ta nổi loạn đâu. Bởi vì cái người ta đi có cái quyền, người ta đi biểu tình, nhưng mà cái lợi của người ta làm gì có. Khi biểu tình thì đến mức độ là nổi loạn thì mới biết là vi phạm pháp luật. Nhưng mà pháp luật thì người ta đi tù, người ta đi tù thì anh thấy rằng là như ở Bình Thuận đấy, có một số nơi đấy là xử bao nhiêu các cái vụ án đấy, chưa thấy có một cái người nào mà trên cộng đồng mạng này hô hào đi biểu tình mà đã đi 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 giúp người được cái người tù được cái gì đâu, không giúp được. Thứ nhất là cái pháp luật là sai thì anh Đúng phải chịu rồi. tội pháp luật, nhưng mà hỏi rằng là đã có một người nào đến thăm cái người đó chưa, chắc là chưa đâu, họ chạy mất dép hết, hoàn toàn họ chạy mất dép hết. Chỉ những người mà nhẹ dạ cả tin dẫn đến gọi là Gấu. vi phạm pháp Số luật. này. Chịu tội với pháp luật thôi. Còn cái tụi bạo đạo tàu như nó chạy mất dép hết mà. Đó. Hầu Ở như ở những người đây kêu kích động biểu tình. Em chào năm cứ nói thẳng với nhau ra là cái rồi. tụi đi cái kêu nổi lại biểu tình thì anh không thấy nó xuống đường đâu, mà nó chỉ xui người ta xuống đường thôi. Nó xui người ta xuống đường có gì để nó chạy. Nó đâu có xuống đâu anh, nó chỉ xuôi thôi mà. Đấy, đó là nó xui người ta xuống đường thì nó người ta vi phạm pháp luật, xong rồi có gì là nó chạy trước. Ví dụ Thế như là anh thì anh vẫn cứ là xuôi xuống đường á, ví dụ chẳng hạn như là mọi giao thông hay gì á, nhảy ra nó nhận nhờ nó nên nó gây được như thế hả. Nhưng mà ví dụ chẳng không, hạn có một như mấy bạn là ở trong này này. vi phạm pháp luật, bị pháp luật trừng trị thì nó bỏ nó chạy anh, coi như là lợi thì nó công thì nó nhận, nhưng mà tội thì nó chạy. Đúng rồi, Đó là một nó cái chạy mất hèn dép hết. nhất của cái bọn Đó bao là que, có nó những là ở cái. chỗ này đúng không anh. Nhưng mà ở đây em xin chia sẻ thêm nha anh Thế bây nè. giờ anh cũng Dạ rồi anh, mời 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 anh. sao em kể như này này, Anh cứ chia sẻ đi, tại vì như mạng nó hơi nếu một hơi người dân nào tại em đó, kéo xem đọc lại cái. người dân là người ta bị xúi dục người ta có cái quyền đi biểu tình, nhưng mà thực tế ra nó là cái quyền là trong vòng của pháp luật, chứ không phải anh muốn làm gì thì làm đấy. Đúng rồi, bao quay Thế là nó đúng. lại không nói rõ cái vấn đề đó đấy. Cái từ bao que là nó không nói rõ cái vấn đề có quyền đi đi, truyền đạt ý kiến, biểu nói ý kiến Đi theo hình rồi. thức biểu tình, nhưng mà biểu tình thì nó phải có cái mục đích. Anh nói ra cái ý kiến gì, ví dụ như nói ra cái ý kiến mà 995
thuê đất ấy thì người ta đâu có ai được thuê ít ngày nào đâu mà anh biểu đạt ý kiến. Thế có cái luật an ninh mạng, anh khẳng định với em những người đi xuống xuống biểu tình nữa, người ta không hiểu. Người ta mang tính chất bày đàn. Đa phần là những người không hiểu anh. Không hiểu. Đa phần là họ không hiểu. Không hiểu. Những người nào mà đi biểu tình mà hiểu được là mình muốn truyền đạt cũng có. Rồi mà chưa chỉ... kể là anh thấy họ dựng cái động. họ họ dựng chuyện lại. Nào là họ họ kích động cái lòng dân là có vấn đề là bài tàu. Nào là họ lên họ nói gọi là họ nói xảo ngôn một cách trắng trợn. Là trong lực lượng an ninh đó, 10 người lực 10 người an ninh đó, là 5 người Tàu, 5 người Việt Nam. Anh thấy một cái lời xảo ngôn mà gọi là nó không không có cái gì để mà gọi là thể mình có thể mình tin tưởng được một câu. Anh thấy đó. Không? Bản thân giống như ở Dương đây là an ninh này. À, Dương là một người dân bình thường. Ở Dương ở các, không ở xa cái phường. Mà cái phường Dương đi lại rất là nhiều lần. Đúng không? Kể cả như cái ngày hôm mà cái ngày 11 tháng 6 vậy. Như cái phường Bến Nghé là Dương đã có đi vào trong phường Bến Nghé. Mà cũng có qua đó rồi, cũng có một con nhỏ gái lên ngồi nó gò dắp, nó khóc. Nó bù lu bù lo, nó đưa vô toàn là người Trung Quốc trong đó không. Mà anh nghĩ cái lực lượng an ninh của Việt Nam mà nó nói có người Trung Quốc không, thì nó dựa vào cái gì mà nó nói. Rồi xong những cái thằng dân chủ cụi, những cái thằng bao que xỏ lá nó nhào vô nó tung hô, rồi bắt đầu nó dựng lên một câu chuyện là Việt Nam lâm nguy rồi. Anh đó. Thấy nhưng mà anh thấy lâm nguy ở chỗ nào? Ngày hôm qua anh thấy U23 Việt Nam đã thắng cái lòng tự hào dân tộc của người ta ra đường người ta, thì anh thấy lâm nguy ở chỗ gì? Đó là cái minh chứng rõ ràng nhất cho bọn nó thấy, nhưng bọn nó vẫn cố tình làm ngơ. Ở đây là em nói là họ rồi cố anh có tình chia làm sẻ ngơ. anh có chia sẻ mấy cơ phi này bổ ở Việt Nam mình chưa có luật biểu tình, nhưng mà thực tế là nói là luật biểu tình thì chưa có, nhưng mà cái mà trong cái quyển hiến pháp ấy là người ta là được người dân là được có bày tỏ ý kiến theo hình thức biểu tình, Bà nhưng quen mà anh đi biểu xúc tình theo hình thức hòa đấy thì con nằm im chính quyền họ cũng không làm gì, gì không không cản trở cho chào những anh người đi Nguyễn biểu Thành. tình đó đấy, còn anh hình thức đập phá thì là không chấp nhận được. Đấy là nó đúng là như thế. Việt Nam mình chưa có luật biểu tình đâu, nhưng mà đi hình thức ôn hòa thì người dân vẫn có quyền biểu đạt ý kiến của mình, thì cái đấy. Nhưng mà đây là anh chia sẻ cái để câu xin một phút đó, người ta nói là người dân có cái quyền đi biểu tình, nhưng người ta lại không giải thích rõ là người dân có cái quyền đến đâu và làm như thế nào. Đấy dẫn đến là những người dân mà những cái người dân mà vô gọi là nhẹ dân ấy thì đi theo cái lũ ba que này thì dẫn đến vi phạm pháp luật. Chứ còn bây giờ mà nói là người tàu ấy, ba cái lũ ba đại được mấy rồi nằm xuống cái thằng nằm nắm xuống đâu mà phải nhờ đến an ninh nằm xuống đây nằm xuống đây. nó cũng nó nói người không biết ở ba thằng Đúng rồi, Định Nam có nuôi ba ba que que, đáng là dạ cái có gì nuôi đâu một mà con người ba ta phải cần đi thằng Trung Quốc. Bởi vì Việt Nam ấy là một đất nước là người ta gọi là yêu chuộng hòa que. Anh bình, Nguyễn Thành người ta gọi là có những cái mà pháp luật, người có những cái gọi là khoan hồng của nhà nước. Khi nào người ta cho cái rõ ràng đi, có bằng chứng đi thì lúc đó người ta mới ra tay. Đấy, cái khôn của người ta nó ở chỗ đấy. Người ta không dại gì mà người ta đi trước đâu, không dại gì mà người ta gọi là những người chính quyền người ta ra tay, mà người ta để cho các anh chán đi, có bằng chứng rõ ràng đi, không thể chối cãi được. Thì lúc đó người ta mới ra tay. Cái cần gì mà đến Trung Quốc mà không? Chúng nó chẳng ra, chúng nó lừa bịp người ta thôi, lừa bịp những người không biết ấy, những người nhẹ dạ cả tin ấy, những người mà chỉ muốn ăn thôi không muốn làm đấy, là cứ để là gọi là dân chủ nhân quyền ấy, là cho Mỹ vào cho miếng cơm ăn ấy, là không chào biết anh sai Duy hết. Hùng. Thế bây giờ người ta cứ nói là đòi hỏi cái sự dân chủ nhân quyền, thế thì hỏi từ trước đến giờ là chắc toàn đi ở tù à? Đây là quyền làm người, thế bố là tôi cũng nên mấy đàn đây các bạn, có ai nào ai lấy chào quyền chị của Giang các bạn Thảo. đâu? Nếu ai lấy cái quyền nào của các bạn thì các bạn phải nói rõ ra là anh lấy cái quyền, nghe chưa?
Nhưng mà không nói ra chỉ có biết là cái quyền làm người, quyền làm người vớ vẩn. Chỉ biết có đúng cái quyền làm người phải... nhưng mà ai làm gì cái quyền làm người của các anh? Yeah. Ai lấy cái quyền của anh đâu, anh vẫn là nói, con nói người, thực ai sự anh. Anh đâu mà anh nói không làm người. Nghe cũng cái luận điệu của là, bọn nó gọi nghe là xuống đường để gọi là lấy là cái quyền lấy là cái quyền làm người. Ủa, ai có cướp đi cái quyền làm người của nó đâu, nó lấy tự nó cho là mất thôi, chứ còn cái quyền làm người mình, nếu mình sống trong đất nước nào cũng thế, đúng không anh? Anh chấp hành luật đúng pháp rồi. Anh sống, anh đảm bảo được anh là một người công dân thì chẳng có việc gì anh phải. Còn quyền con người của anh là người đó, là nằm trong tay của anh, chả có ai cướp được, đúng không? Ví dụ bây giờ quyền con người, bây giờ ví dụ như anh đang đi kêu bắt anh ngồi, anh cũng đâu có ngồi đâu, thì rõ ràng đó là quyền đó thuộc về anh, là người chịu trách nhiệm, chứ còn người ta đâu có điều khiển anh được đâu mà anh nói là người ta lấy. Không, cái luận điệu nó như thế nhưng mà nó vẫn đem lên, nó đem nói được. Chà anh Thắng Phạm, từ trước giờ anh ngồi từ trước giờ hình như nó toàn làm chó thôi, nói vậy tội nghiệp con không còn bao làm e người nhà bao anh giờ chú, hay sao, toàn làm chó thôi cho nói vậy đó tội nghiệp nên là bây giờ nó hai muốn con làm bao người e nhà em. nên. Kệ nó, em mà kệ nó cho nó nghe, anh nói cho nó nghe, nó bảo từ trước đến giờ nó được làm chó thôi chứ bây giờ nó muốn làm người. Cái tụi ba que đấy, anh nên diễn đàn anh hỏi một thế, bây giờ cái quyền làm người anh nhiều lúc anh hỏi một thế, chúng mày có tất cả bao nhiêu cái quyền, nó có biết nhà nó có cái quyền mất cái gì, nó không biết. Hỏi mày có bao nhiêu cái quyền làm người, không biết, thế thì còn hỏi mất cái gì. Cho nên là cái lũ này là nó âm mưu của chúng nó là chỉ lừa những người gọi là nông dân ham hiểu ít, cho nên là dẫn đến là đi nổi loạn biểu tình pháp luật là nó bỏ chạy. Tôi nhìn thấy cái clip nào nè mà tụi nó chia sẻ cái khó khăn với những cái gia đình mà bị tù tội mà ít đồng tiền gọi là vô thăm cơm nuôi bây giờ, chưa thấy có clip nào nhìn thấy hình ảnh đó, toàn bỏ chạy mất dép hết. Khi người ta phạm tội là nó bỏ chạy hết, nè. Nó lại có những cái âm mưu như vậy Rồi chứ. anh ở đây để Dương trả lời cho Hải Ngô có một câu hỏi. Nói thật với Hải Ngô nha, bạn cứ đi nơi khác bạn hỏi. Trên cái diễn đàn này á, là mục tiêu là chống bao que. Những câu hỏi liên quan đến bao que thì mình có thể mình trả lời. Còn những câu hỏi vớ vẩn hay những câu hỏi gọi là nó không có ý nghĩa thì mình sẽ không trả lời đâu. Là một. Cái thứ hai nữa, trả lời cho Nguyễn Khoa Nam. Nếu như mình nhớ không lầm, cái tên này á, là một trong những năm gọi là năm cái tên tử sĩ khi Đã mất. chính quyền Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, đúng không? Thì ok, lấy cái tên này mình cũng tính gọi là mình cũng dự định là mình cũng sẽ nói, nhưng mà thôi mình tôn trọng mình không nói ha. À, nhưng cái câu comment của bạn mình sẽ trả lời cho bạn Rồi. nè. Chủ nghĩa cộng sản sụp đổ hả? Nó thật sự ghi chữ nó còn thiếu nữa ha, thì huống hồ chi đã ghi mà còn nói còn thiếu nữa thì lấy tư cách gì để nói chuyện. Ngọc. Cái thứ hai nữa, Ngọc Lan Nguyễn. 43 năm rồi. Rồi. Hiểu không? 43 năm rồi. Cái câu này nghe nhiều lắm nhưng chưa bao giờ thấy, hiểu không? Nhưng mà cái Em ơi. Đu càng tụt quần Bình đu Dương. càng thì thấy rồi đó ha. Bình Dương này. Có một cái câu hỏi ở trên đây, cái vị nào đó nói là họ bị mất cái quyền của họ, họ mất nhiều lắm. Nếu như bây giờ tôi hỏi bạn một câu. Đấy, Học Hoàng này. À, cái bạn nào đó, nếu bây giờ tôi hỏi bạn một câu, bạn có tất cả bao nhiêu cái quyền con người và bạn mất cái điều là quyền nào? Nếu bạn trả lời được, từ nay bạn không nhìn thấy tôi trên diễn đàn nữa, tôi sẽ đập điện thoại luôn, khẳng định với bạn. Bạn như vậy, khẳng định với bạn như vậy. Bạn có bao nhiêu cái quyền con người và bạn mất bao nhiêu quyền, bạn trả lời cho tôi được. Nếu mà trả lời đúng mà tôi không vặn lại được bạn, tôi sẽ đập điện thoại đi và từ nay không bao giờ tôi lên diễn đàn với các bạn nữa. Có dám trả lời, có tham thách thức với tôi không? Chẳng qua chỉ có nói bá. Một lần nữa chào các anh chị trên diễn đàn. À, có nói, có sách mách, có chứng, tôi sẽ dở sách luật ra tôi trỏ cho các bạn coi. Nói như vậy cho nó nhanh. Như anh thấy á, bây giờ muốn làm cán bộ, điều trước tiên ít nhiều anh thể hiện ra được anh là một người có trình độ. Cái thứ hai anh có những cái lập luận
Cái thứ ba nữa, anh có những tính toán, anh có cái những câu văn anh nghe nó có một cái tính xây dựng, thì người ta còn có thể là người ta nghe. Còn bây giờ anh thấy đó, giống như là Nguyễn Khoa Nam đó, nào đi vào thì cộng sản sắp sửa sụp đổ rồi, rồi không còn nơi nào để chứa chứa chấp cộng sản. Nó những cái luận điệu đó anh thấy có cái gì gọi là một cái anh chấp nhận được hay không? Chào anh Đỗ Bùi. Đó, nên ở đây những cái bọn Việc này á, nó việc em ạ, việc nó nói thì nó nói thế nào cũng được, nhưng mà hỏi nó không không biết đường nó trả lời đâu. Mà những cái loại mà lên diễn diễn lên diễn đàn ấy, hầu như là cái loại mà dày ăn mỏng làm, không có học thức,